bởi vì bây giờ nó đang buổi trưa rồi. Đúng không? Mình phải tránh. Mọi người vào theo dõi cái livestream đi. Ôi, đừng có đụng cho con. Đau, đau. Đừng có dùng cái giường của em nhé. Ôi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học viên nhà mình và các bạn đang làm nghề phun xăm, hướng dẫn một cái cách vẽ bằng chỉ là cái cách đo nhanh nhất nhá, làm sao để vẽ lông mày nhanh nhất. Bởi vì có rất nhiều bạn inbox nhắn tin cho mình hỏi tại sao là có cái cách nào mà vẽ nhanh nhất, bởi vì các bạn ra nghề đa số là rất là yếu cái khâu vẽ. Thì mọi người ai đang rảnh thì vô coi cái live stream của mình sẽ dạy trực tiếp ở trên này nhá. Mình sẽ làm những cái thao tác cơ bản cho các bạn dễ học nhất và dễ tiếp thu nhất nhá. Mọi người ai đang rảnh thì vào coi cái live stream của mình nhá. Và nhớ ấn chia sẻ để cho các mọi người cùng học luôn nhá. Hình như có ai nhìn quen quen. Mi à? Ôi trời ơi. Mọi người nín hết hơi à? Hello cả nhà nhá. Cái chủ đề của hôm nay của mình chỉ học vẽ lông mày thôi nhá. Mình sẽ học cái cách vẽ lông mày bằng chỉ nhá. Rất là nhanh cho các bạn nào vẫn còn đang yếu cái khâu vẽ này. Bạn nào đang rảnh thì vô coi cái live stream này nhá. Rất bổ ích cho các bạn. Như các bạn đang học nghề phun xăm. Bên kia hơi ồn, tắt cho em với. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về mình một chút xíu nhé. Bởi vì có một số bạn thì cũng biết mình qua cái livestream, một số bạn lại còn vẫn chưa biết mình là ai nhé. Thì mình xin giới thiệu trước, mình là Trần Kim Thu nhé. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy công tác dạy bên chuyên ngành phun xăm thẩm mỹ tại cơ sở Eversing ở Hồ Chí Minh nhé. Đấy, Facebook của mình là Trần Kim Thu. Nếu các bạn nào đang có ở trong nghề phun xăm của mình hoặc là những học viên của mình ở đâu ở xa, chẳng hạn học online chẳng hạn, thì các bạn có thể liên hệ với mình nhá, hoặc là kết bạn mình, hoặc là inbox cho mình nhá, những tất cả những cái vấn đề liên quan đến ngành phun xăm của mình nhá. Hello các bạn, được 15 bạn rồi, các bạn nhớ chia sẻ nhá, bởi vì khi đây sau đây thì mình sẽ hướng dẫn từng bước cơ bản cho các bạn luôn, là mình sẽ hướng dẫn để cho các bạn là cùng thực hành luôn ấy. Bạn nào mà cũng đang rảnh ấy thì các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một cái mẫu như thế này. Các bạn có thể thực hành luôn bởi vì mình sẽ làm thao tác rất là chậm nhé. Quay cho các bạn xem một chút cái không khí cái lớp học của nhà mình nhé. Quay cho các bạn xem một chút cái không khí của lớp học nhà mình. Đấy, hai bên đều là khuôn, học viên. Đây. Đó. Hình như ai cũng làm lông mày hết trơn rồi. Hồi dẫn cho em với. Cái này không có. Hello cả nhà nhá. Cả học viên. Hello cả nhà. Ơi, các bạn nhớ chia sẻ cái live stream này nhá, để cho các bạn cùng ngành nghề hoặc là những bạn còn đang yếu, đang cần cái bước vẽ này thì có thể cùng học với các bạn luôn nhá. 70% trên tổng số 100% các bạn học viên ở nhà mình ra thì hoặc là ở một cơ sở khác thì đi, tất cả các bạn đều khi ra nghề đều có yếu cái phần vẽ như thế này. Cái khâu vẽ rất là yếu. Hoặc là các bạn vẽ tương đối rồi nhưng mà muốn làm sao mà cho nó cân luôn ấy, thì chắc chắn lông mày không bao giờ hai bên đều cân với nhau là 100% được, các bạn nên hiểu nhá. Bởi vì bản thân cái lông mày của mình ấy nó đã không có cân sẵn rồi, nên là mình sẽ làm như thế nào mức 9-10 hoặc là 9.5-10 là các bạn lúc đấy là các bạn đã thành công rồi nhá. Hello chị Monica, chị Thảo. Hello các bạn nhá. Hello các bạn. Trời ơi, ai mà bắn tim quá trời, bắn tim đến chị Monica, chị Thảo, chị là từng học viên đây, bây giờ là chị rất là thành công rồi, bây giờ chị ở nhà có một tiệm tóc rồi, tiệm phun xăm, có cả học viên nữa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái khâu vẽ và giới thiệu cho các bạn một số cái công cụ cần để trước khi vẽ nhá. Mình sẽ giới thiệu một số cái
công cụ để cho giúp các bạn vẽ được cái cách đo vẽ bằng chỉ như thế này. Đầu tiên nhá, đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình đó chính là một cây chỉ xé nhá. Cái chỉ xé là một cái chỉ thứ nhất là dễ xài, và thứ hai là các bạn có cái chuốt nó rất là dễ nữa. Đây cái chỉ đây này, đây là một cái chỉ mình đã vót nhọn rồi nhá. Mọi người ở bên xung quanh thì mở nhỏ cho em xem nhá. Đấy, đây là cái chỉ xé này. Đây là một cái chỉ nó rất là sử dụng, rất là phổ biến và rộng rãi. Còn nhiều bạn ở nhà có thể sử dụng chỉ gọt chẳng hạn, hoặc là chỉ cứng, các đều được hết nhá. Nhỏ nhỏ thôi. Chào chị Trần Thị Thanh Vân nhé, chào bạn nhé. Bây giờ ở trên đây một số học viên hoặc là một số bạn thì hay inbox cho mình thì mình còn nhớ tên nhé. Còn một số chị thì em chưa nhớ lắm nhé. Nên là khi nào mà các bạn có gì vấn đề gì hỏi các chị cứ inbox cho em nhé. Em sẽ trả lời vào khi em có rảnh nhất nhé. Đầu tiên này, mình sẽ sử dụng cái chỉ xé này. Chỉ xé nhé. Chỉ xé nó có rất là nhiều loại. Có một số loại là loại không tem, còn một số loại nó có tem như thế này này. Thì các bạn nên lựa chọn những cái chỉ mà nó có tem ở đây thế này này. Thì cái chất lượng chỉ ở bên trong nó rất là cứng, khó gãy nhá. Còn những cái chỉ mà chỉ rẻ tiền ấy, những cái chỉ mà không có tem thì các bạn gọt nó rất là khó, gọt nó rất là dễ gãy. Rồi đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình chỉ nhá. Và tiếp theo, không thể thiếu nữa, đó chính là cái cây dao tem của mình nhá. Thì mình sử dụng quen rồi thì mình sử dụng luôn cái dao tem mới như thế này. Còn một số bạn mà cầm cái dao này mà nó không có tự tin, các bạn sử dụng cái dao kia Huyền có đúng không ta? Đúng rồi, cái dao mà có cái cán dùng để cạo mặt đấy, thì các bạn sử dụng cái đấy cũng được nhá. Còn ai các bạn nào khéo tay thì các bạn có thể sử dụng luôn cái dao tem như thế này nhá. Hoàn toàn xài tem mới cho từng khách nhá các bạn nhá. Không có sử dụng lại, tái sử dụng nhá. Rồi tiếp theo, không thể thiếu tiếp theo đó chính là cái kem này. Mình sẽ dùng để tém. Cái này mọi người sử dụng kem loại nào cũng được, nhớ là sử dụng tông sáng một chút xíu để mình tém, mình nhìn thấy cái đường khung của mình nó sẽ mịn hơn nhá. Và nó sẽ nổi rõ cái đường khung của mình lên hơn nhá. Cái này là kem tém nhá. Kem tém thì phải đi kèm với cái cây này rồi. Đây là cái tém của lông mày của mình nhá. Đấy, mọi người cũng sắm cho mình những cái bộ dụng cụ vẽ như thế này nhá, để về nhà mình có thể thực hành. Rồi, tiếp theo đó chính là cái cây chuốt lông mày này. Cái cây chuốt lông mày này mục đích của nó để làm gì? Thứ nhất là để chuốt lông mày của mình nhá, cho nó mượt và theo chiều lông, và khi tém nó sẽ không bị mất đi nhá. Không bị mất đi hoặc là bị hụt cái lông mày của mình nhá. Hoặc là khi các bạn vẽ cái lông mày mà lỡ các bạn tô đậm quá, các bạn có thể sử dụng cái cây chuốt lông mày, các bạn chuốt bớt mực ra nhá. Hello cả nhà nhá. Có nhiều bạn biết này. Cái chuốt lông mày. Và tiếp theo này, đó chính là cái thước nhựa. Một số bạn có sử dụng cái thước điện tử được luôn nhá. Các bạn cứ sử dụng như này, một là thước nhựa bình thường như thế này, đây là thước phổ thông, hoặc là các bạn có thể mua cái thước điện tử ấy. Ở đấy ở trên đấy nó có ghi cái số đo số liệu ở trên đấy cũng được luôn nhá. Đấy, đây là cái thước đo bằng nhựa. Đấy, cái bộ dụng cụ của mình cực kỳ đơn giản thôi. Đấy, các bạn nhớ về sắm cho mình một cái bộ như thế này nhá. Cực kỳ đơn giản. Đây, cực kỳ đơn giản. Đấy, chủ đề của mình hôm nay là vẽ như thế nào nhanh nhất và sử dụng những cái công cụ như thế này, đơn giản nhất. Còn một số bạn ở nhà có, các bạn mua cái cung vẽ lông mày, hoặc là khung vẽ lông mày, hoặc là cái thước đo EM, hoặc là thước đo phi brow, vân 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 và vân vân luôn. Thì các bạn, mình chỉ bày cho những cái cơ bản nhất thôi. Còn bạn nào có điều kiện ở nhà, hoặc là các bạn thích cái cách vẽ nào hơn thì các bạn có thể sử dụng cái cách vẽ đấy nhá. Xin chào chị Thanh Hiền nhá, lâu lắm không gặp chị. Hello cả nhà. Đấy, hiện tại mình đang livestream trực tiếp này tại cơ sở Eversing ở Hồ Chí Minh nhá. Hiện tại thì cái cơ sở của mình trụ sở chính là ở Hà Nội nhá. Trụ sở chính là Hà Nội. Tiếp theo là có hai cơ sở chính trong việc đào tạo, đó chính là cơ sở Hà Nội và ở Hồ Chí Minh nhá. Và có thêm một cơ sở nữa, đó chính là ở Hải Phòng nhá.
Hiện tại mình có 3 cái ở trong cả nước như thế này. Còn lại những cái chi nhánh nhỏ thì mình sẽ không có nêu ở đây. À, bạn nào muốn đăng ký học hoặc là các bạn làm dịch vụ ấy thì có thể ở gần cái cơ sở nào của mình thì các bạn có thể ghé nhé. Rồi để không mất thời gian của các bạn nữa, 64 một con Hạ Nhi hi. Rồi để không mất thời gian của các bạn thì bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ lông mày luôn nhé. Đầu tiên ai chuẩn bị cho em một miếng bông gòn mà có thấm nước muối vào cho em nhé. Chuẩn bị cho em miếng bông gòn. Lấy cho em miếng thôi. Cắt đi, ai chuẩn bị cho cô nhân. Đó đúng rồi đấy, cắt cho em một miếng vừa phải thôi. Cái bước đầu tiên nhá, cái bước đầu tiên mà để các bạn mà vẽ khi vẽ mà nó đẹp được, mà cái chỉ của mình nó mịn và nó không có bị lem hoặc là bị bệt nhá, thì bước đầu tiên thì các bạn nên sử dụng một miếng bông gòn nhá, và thấm cho mình nước muối sinh lý vào vắt ráo đi một chút để các bạn làm gì, các bạn vệ sinh cái lông mày cho mình. Bởi vì khi khách tới làm dịch vụ thì có một số khách thì để lông mày nguyên thủy, có một số khách thì như thế nào, make up buổi sáng chẳng hạn, các có thể tô chì lên lông mày ấy, nên các bạn vệ sinh sạch sẽ cho mình để cái khâu vẽ của mình nó diễn ra nhanh chóng hơn và đẹp hơn nhá. Cô đẹp gái ở trong này, cô đẹp gái hèn gì, học viên của em ai cũng đẹp gái hết trơn. Mọi người có coi live stream có thấy rõ không? Rõ lắm đúng không? Là cái điện thoại nó rõ quá để tội em, bởi vì cái mặt em nó có cái gì nó cũng ghi hết lên trên, không có che được. Đừng mua đàn bù. Đừng đẹp gái. Hello Trà My. Đấy mọi người có ai rảnh thì vô coi cái live stream của mình nhá. Các bạn đang ăn cơm hay các bạn đang ngồi uống cà phê, hoặc là các bạn đang ngồi ở đâu đấy, đang rảnh rảnh mà đang lướt online ấy, mà các bạn đang làm trong nghề ấy, các bạn có thể bật cái live stream của mình lên nhá. Và ngồi vừa chơi vừa coi vậy thôi ha. Nó không mất thời gian của các bạn quá nhiều đâu. Mình vừa thư giãn, mình vừa được học hỏi ở trên này nhá. Rồi. Ở nhà những cái thao tác ví dụ vắt bông hay là cái gì, các bạn có ở nhà các bạn phải tự làm hết. Khi các bạn ra nghề, các bạn làm chủ ở nhà, các bạn phải tự làm hết. Còn ở đây mình rất là sướng, mình chỉ cần ngồi hò thôi là các bạn đã chuẩn bị hết cho mình rồi. Đấy. Rồi đầu tiên là mình bây giờ mình sẽ, cô giáo vừa dạy vừa ăn. Mình có thói quen là nhai kẹo xì gum. Hello cả nhà nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem cái thao tác của mình nhé. Để em quay đúng vào cái lông mày cho em nhé. Đấy. Trong trường hợp mà các bạn mà ví dụ thấy không rõ, hoặc là thấy hơi mờ, hoặc là mình quay nó chưa chuẩn, thì các bạn cứ comment ở bên dưới để mình chỉnh sau nhé. Đấy, đầu tiên này, các bạn sử dụng một miếng bông sạch như thế này, các bạn thấm nước muối sinh lý và vắt ráo cho mình nhé. Rồi các bạn lau sạch này, vệ sinh sạch cái phần khung mày của mình này. Bởi vì sao? Bởi vì một số cái cơ địa bình thường thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều, còn một số cái cơ địa các bạn có biết là da dầu không? Da dầu và da mụn ấy. Nếu mà trong trường hợp đấy mà mình không vệ sinh đi ấy, thì khi các bạn vẽ chì lên, thứ nhất nó bị bẹt chì, và thứ hai các bạn động nhẹ thôi thì cái chì của mình nó cũng mất rồi, nó không có ăn sâu vào trong cái này nhiều. Rồi lau như vậy là rồi, ok rồi nhá. Đấy, ok. Rồi bắt đầu mình sẽ làm những cái bước đầu tiên nhá. Các bạn nhớ nhá, cái chỉ của mình các bạn nhớ vuốt nhọn nhá. Vuốt làm sao cho nó thật là bén. Đấy, vuốt làm sao cho nó thật là bén, để làm sao để vẽ cái nét chỉ của mình cho nó thật là mảnh nhá. Đầu tiên thì các bạn có sử dụng trước cho mình nhá. Đầu tiên các bạn sử dụng trước cho mình là một cái chì nhá, và một cái cây thước thẳng như này, và các bạn sử dụng cái phần nhôm này lại cho mình nhá. Các bạn kéo cái này ra và sử dụng cái phần nhôm này cho mình. Để làm gì bây giờ, mình sẽ làm một cái thước đo nhá. Đầu tiên này. Đấy. Đấy, các bạn lấy, đầu tiên các bạn luôn luôn phải lấy, đó chính là điểm gì nhỉ mọi người nhỉ? Điểm gì? Tâm. Điểm này gọi là điểm gì? Tâm, đúng rồi, lấy tâm của lông mày. Các bạn là lấy tâm từ đâu? Thứ nhất là lấy nhân trung của cái môi đi qua thẳng giữa sống mũi này, các bạn đi thẳng lên đây, các bạn xác định được điểm tâm. Để cho nó thẳng thẳng một chút xíu nhá.
Rồi, xác định được điểm tâm của lông mày này. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ đến cái phần đầu của lông mày. Đầu của lông mày thì mình căn ở đâu lên nhỉ? Đầu của lông mày mình căn từ đâu lên? Cánh mũi trong. Đúng rồi, cánh mũi trong nhá các bạn nhá. Tiếp theo các bạn căn từ cánh mũi trong này. Để bớt lại cho nó đỡ dài. Căn từ cánh mũi trong này. Các bạn kỹ thì các bạn có thể dùng thước như này không, thì có một số bạn là hay xài xuông là các bạn lấy cái bút các bạn gạch luôn. Đấy các bạn này, chỉnh này. Chỉnh sao cho nó thẳng lên này. Rồi các bạn để thẳng và các bạn gạch cho mình một đường nhá. Đấy, mình sẽ xác định được cái điểm. Điểm đầu ở đây. Rồi tiếp theo là điểm đỉnh là bắt từ đâu qua đâu nhỉ? Đúng rồi, qua từ cánh mũi ngoài và đi qua. Đi qua đâu? Rồi các bạn trong trường hợp khách ngồi các bạn đi qua cái con ngựa nhá, đi qua lòng đen trong nhá. Còn trường hợp khách đang nằm và nhắm mắt các bạn căn cho em bao nhiêu nhỉ? 2/3. Đúng rồi. 1/3 con mắt từ đâu về nhỉ? Từ đuôi. Từ đuôi lên, đúng rồi, chính xác rồi. Các bạn sẽ căn cho mình được cái điểm đỉnh ở đây nhá. Rồi, tiếp theo điểm đuôi mình sẽ xác định thế nào nhỉ? Chị ơi, chị coi trên này này, chị thấy được thì các bạn mới thấy được. Chị khó đứng lên một chút xíu. Đúng rồi, mình thấy được là các bạn mới thấy được nhá. Đúng rồi, tiếp theo phần đuôi thì mình sẽ làm như thế nào nhỉ? Căn đuôi con mắt. Đúng rồi, canh từ đây và đi qua đuôi trong của con mắt. Từ cánh mũi ngoài đi qua lòng đuôi trong của con mắt và mình sẽ xác định được điểm đuôi ở ngay tại vị trí như thế này. Rồi, ok. Rồi, xác định được điểm đầu, điểm đỉnh và đuôi này sau khi làm xong này. Tô nó lại này. Tô thật là kỹ lại nhé. Rồi, tiếp theo. Bên này mình có cần phải căn như thế này nữa không nhỉ? Copy. Đúng rồi, bên này mình sẽ copy qua bên này nhá. Đầu tiên là điểm. Trước khi vẽ này các bạn lấy mực các bạn vạch ra ngoài này một chút xíu này. Để tí các bạn lấy dấu nhá. Này, các bạn này đo này. Thì rộng ra một chút xíu. Rộng ra chút xíu nữa nào. Rồi các bạn được rồi nhá. Căn qua bên này này. Kéo xuống. Này đánh dấu một cái rồi các bạn kéo thẳng lên nhá. Copy qua. Vẽ thẳng lên một chút xíu. Rồi tiếp theo. Và khi bạn các bạn để ý này, khi mình đo nhá, mình sẽ luôn luôn lấy cái thằng từ điểm nhân trung này lại điểm đỉnh. Và từ điểm nhân trung này qua điểm đuôi chứ không bao giờ mình sẽ bắt đầu từ đây nhá. Mình sẽ không bắt đầu từ như thế này nhá, bởi vì sao? Có nhiều cái trường hợp, ví dụ các bạn đo lấy hai điểm đầu ấy, nó chưa chuẩn ấy, thì các bạn lấy điểm này nó sẽ là chuẩn nhất nhá. Bởi vì điểm này nó nằm ở giữa rồi. Nó nằm ở giữa bởi vì là nó là điểm tâm luôn. Nên là đi từ tâm ra lúc nào nó cũng sẽ độ chính xác của nó sẽ cao hơn nhá. Rồi, tiếp theo này. Từ điểm tâm qua điểm đỉnh này. Tâm qua điểm đỉnh này. Rồi, ok, copy qua. Nhớ này, cái da này các bạn để vị trí như ban đầu chứ không có nhíu qua bên này hoặc nhíu qua bên này nhá. Nó sẽ gây chênh lệch đấy. Rồi, để in vào chỗ này và bắt đầu hạ xuống, vạch xuống. Đây, điểm đỉnh của mình đây này. Rồi, ok, tiếp theo. Từ điểm tâm qua đuôi này. Đuôi này vẽ cho nó. Cho nó chính xác một chút. Ra một chút xíu. Rồi, ok. Càng quá, manh động quá. Rồi. Cái gì mà? Để sát xuống. Ô, để sát xuống. Các chị để ý nhá, quay ở trong này các chị thấy thì các bạn mới thấy. Đấy các bạn, bạn có ai hỏi em gì không? Các bạn nào mà thấy cảm thấy nó mờ quá, các bạn không thấy rõ, các bạn cứ comment bên dưới nhá, để mình điều chỉnh nhá. Còn mờ quá các bạn không học được, các bạn không có để ý rõ được đâu nhá. Rồi bây giờ mình đã có điểm đầu, điểm đỉnh và điểm đuôi rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng chỉ ở ngay thời gian này nhá. Rồi bây giờ các bạn tiếp theo, các bạn giai đoạn tiếp theo này.
các bạn sử dụng cho mình một cái cộng chỉ thủ công như thế này nhá. Đấy, sử dụng cho mình cái cộng chỉ thủ công như thế này nhá. Chỉ này là cái chỉ may đồ đấy các bạn. Còn một số bạn thì các bạn thích mua thêm thì các bạn có thể mua cái cung chân mày ấy. Mua cái cung chân mày thì nó cũng xài bằng chỉ như thế này nhá. Các bạn chuẩn bị cho mình cái cộng chỉ như này. Rồi. Các bạn có thể sử dụng kem nền hoặc là sử dụng cái ngòi bút chì như thế này. Các bạn tô vào cái chỉ của mình như thế này. Để tí nữa mình ị lên thì nó sẽ có cái đường chì ở đấy. Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn nhé. Rồi. Đầu tiên là gì nhỉ? Các bạn sẽ kéo dài cái đường tâm của mình lên nhé. Để chỉ ở vị trí thẳng này các bạn kéo dài lên. Cái thao tác này có dễ không ạ? Các bạn có thể làm được không? Mọi người xung quanh có nhìn thấy không? Kéo cái đường này đậm lên cho mình nhá. Đậm lên. Quay cái này là phải chọn người quay dữ lắm á, bởi vì quay không cẩn thận các bạn không học được. Cái này là theo dõi sau à? Rồi, tiếp theo có điểm này rồi. Tiếp theo cái đường tiếp theo thì mình sẽ xác định hai điểm gì ở đây nhỉ? Điểm gì ạ mọi người? Đầu trên đầu đúng không? Rồi, xác định điểm đầu này, căn thật là thẳng này. Căn thật là thẳng nhá. Rồi, các bạn kéo qua một cửa. Căng thật là chuẩn và các bạn kéo qua một đường. Đó, xác định được điểm đầu này. Thì mới kéo qua thì thấy cái lông mày như thế nào nhỉ? Nó có đều nhau không? Hai cái lông mày mới cười thì tự nhiên có khách nó có đều nhau không? Rồi tiếp theo đường phía dưới. Các bạn nhớ nhá, các bạn để một chỗ này và các bạn dịch qua. Đấy, chứ các bạn nhiều khi các bạn ấn xuống nhưng mà các bạn kéo ra kéo lệch một cái thì cái đầu của mình nó cũng sẽ bị lệch nhá. Ok, xác định như này. Thì một lần vẽ chỉ như thế này khi cái độ chính xác của nó có thể đến 65-70% các bạn nhé. Còn 30% còn lại các bạn phải tùy thuộc vào cái mặt, khuôn mặt và cái đánh giá thẩm mỹ của mình nữa nhé. Tốt nhất là các bạn nên chuẩn bị một cái cây chì, mà cái cây chì các bạn không vẽ nữa, các bạn có hiểu ý mình không? Các bạn chuẩn bị cho mình một cái cây chì mà các bạn đã sử dụng gần hết rồi ấy. Cái chì đấy để các bạn tuốt cho các bạn đỡ phí nhá. Còn những cái cây bút còn mới như thế này các bạn dùng để vẽ nhá. Trong thời gian các bạn kéo nó nhẹ nhẹ thôi, các bạn đừng có gồng lên là chắc chắn là chì nào cũng phải gãy thôi. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tiếp cho mình đó chính là cái điểm đường đuôi của mình. Các bạn giữ nguyên vị trí cho mình nhé. Rồi xác định này. Rồi các bạn để như thế này. Quay kỹ vào cho em các bạn này nhé. Các bạn xác định cái điểm đuôi của mình nhé. Cái đường thẳng từ đuôi nhé. Đường thẳng này từ đuôi về đỉnh và về trung tâm này. Các bạn kéo lên một đường này. Đó, các bạn kéo lên một đường. Các bạn có để ý cái điện này không ạ? Cái thao tác này giúp các bạn được nhận biết được điểm đuôi của mình nhá. Rồi tiếp theo. Và khi đặc biệt các bạn kéo vừa thôi nhá, đừng có gồng sức lên kéo một cái là thôi khách của mình là nhăn luôn ấy. Đấy, có điện thoại tắt luôn giùm em với. Rồi các bạn này, đặt đúng vị trí và kéo này. Các bạn thấy không? Đặt một điểm này. Từ đuôi này, về qua điểm đỉnh và về cái điểm tâm của mình này. Kéo vừa phải thôi. Có một số bạn, các bạn có thể dùng cái kem nền của mình á. Các bạn nhúng qua chỉ và các bạn ấn, nhưng mà cái đấy nó sẽ hơi lem một chút nên các bạn sẽ sử dụng chì, nó sẽ ok hơn nhá. Rồi, đã có hai cái đường đuôi này. Cái gì ổn đấy nhỉ? Đã có hai cái đường đuôi rồi. Tiếp theo các bạn sẽ làm một thao tác, đó chính là nối cái đường chỉ của mình từ cái điểm đầu đây này. Các bạn nối qua cái điểm đỉnh. Nối qua điểm đỉnh của mình nhá. Cái chỉ các bạn thu về cho nó ngắn một chút xíu ha.
nối cho em từ điểm đỉnh này, đầu này về điểm đỉnh này. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thấy rõ không ạ? Thấy rõ. Đúng rồi, các bạn nối cho mình một cái điểm này, từ đầu về đến đỉnh này. Các bạn thấy cái đường chỉ của mình không ạ? Đó, rồi các bạn kéo một cái, kéo vừa phải thôi ha. Thì ngay lập tức nó sẽ hiện ngay lên cái khung mày trên của mình rồi. Đây các bạn nhìn này, ngay lập tức nó sẽ hiện cái khung lông mày trên của mình đây. Đây là điểm đỉnh, nơi giao nhau giữa hai cái đường thẳng từ đầu kéo đến đỉnh và từ đuôi kéo về cái nhân tâm như thế này là sẽ xác định được ngay điểm đỉnh ở đây, hai cái đường giao nhau ở đây. Rồi, được bên này rồi thì các bạn tiến hành sang bên này nhé. Thường thường là hai cái bên cơ lông mày của mình nó rất ít khi nó đều nhau, nên khi các bạn cân, các bạn phải để ý cái đường này cho mình này. Để ý kỹ cái đường này cho mình này, đặt cái đường chì này. Rồi các bạn đặt cho em mình một cái đường từ đầu đến đỉnh. Rồi kéo cho mình một phát nhá. Đó, kéo cho mình một phát. Nó chưa rõ thì các bạn có thể kéo lại một lần nữa. Rồi ngay lập tức nó sẽ hiện ngay cái đường khung trên của mình ở đây đây. Các bạn có để ý kỹ không ạ? Đấy, một cái lông mày các bạn có thể xử lý được cái đường khung trên là coi như các bạn đã được thành công được đến 60% rồi ạ. Còn một cái phần dưới này nữa thôi là đủ 70-75% rồi. Tôi mỗi lần làm xong kéo chỉ này cho em nhé. Cái chỉ này. Đấy. Xác định điểm xéo cho em này. Xác định điểm xéo. Điểm xéo. Cái mình sẽ phải chắc nói kỹ cho các bạn chỗ này rồi. Các bạn xác định cho mình hai cái điểm xéo như thế này nhá. Các bạn nối cho mình một cái đường, nối cho mình một cái đường thẳng từ cái đỉnh góc ở bên này. Từ cái đầu góc ở bên này các bạn kéo xuống dưới. Và từ đầu góc này các bạn kéo đây, nó thành dấu x, dấu nhân đấy. Thường thường người ta hay hỏi là các bạn làm cái thao tác này để làm gì. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy này. Các bạn căn để đúng ở chỗ cái điểm điểm x này này, này. Các bạn căn ra hai bên là các bạn căn được cái điểm gì ở đây nhỉ? Chính xác. Rồi cô hiểu tại sao người ta đánh dấu x ở đây không? Giờ mới hiểu đúng không? Đây. Đấy. Mọi người nhìn lại cho mình cái thao tác này nhá. Các bạn đánh cho mình hai cái dấu x ở đây. Hai cái dấu x là bắt đầu từ hai đầu của hai lông mày. Cứ cái đường dưới của đầu lông mày bên này thì là nối với cái đường trên của đầu lông mày bên còn lại. Các bạn để ý nhá. Các bạn đánh cho mình hai cái dấu x như này. Đấy. Và khi đã được nhân tâm này, cái tâm này là cái tâm của cái dấu x ấy, các bạn căn thẳng ra cho mình nhá. Thì các bạn có thể xác định được hai cái điểm đuôi nó nằm trên một đường thẳng nhá. Đây. Để thẳng đấy. Để thẳng. Đúng rồi. Các bạn nhớ nhá. Rồi khi xác định được cái điểm này rồi, các bạn tiến hành nối một cái đường thẳng từ cái đầu lông mày ở phía dưới, các bạn nối lên đúng cái điểm này. Nó ra dáng lông mày của mình chưa? Đấy, rất là dễ, đúng không? Tiếp theo. Từ đây qua đây. Đấy, nó ra dáng lông mày chưa mọi người? Ra dáng chưa? Cái này thao tác tiếp theo của mình là gì nhỉ? Vẽ. Đúng rồi, vẽ vào đâu? Vẽ vào đâu? Đúng rồi, các bạn chỉ cần tô vào những cái đường chì này thôi nhá. Các bạn chỉ cần tô lại những cái đường chì của mình, nó sẽ ra cái dáng lông mày của mình rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ trước mẫu cho các bạn một cái nhá. Thật ra là cái dáng lông mày của mình nó đã được định hình sẵn rồi. Hơi mờ, chị quay sẵn. Cái đường lông mày của mình hơi mờ nhá. Các bạn chỉ cần tô lại cái đường mà đường chỉ vừa nãy các bạn căn ra thôi ha. Đấy, đỉnh ở đây này, kéo xuống. Rồi, tiếp theo.
cây tém của mình này. Sử dụng cây tém mình giới thiệu từ cái phần ban đầu này các bạn, chấm kem che khuyết điểm nhá. Chấm một lượng kem che khuyết điểm này. Tôi quay kỹ cái đoạn này cho em. Thì trước khi các bạn tém nhá, chị điều chỉnh vào cái tay của em. Trước khi các bạn tém, các bạn lấy một lượng kem tém vừa phải, các bạn chuốt ra cái nền tay của mình này. Mục đích để làm gì? Để các bạn không chét quá nhiều kem che khuyết điểm lên, làm cái khung của mình nó bị bệt màu đi nhá. Và nhiều trường hợp là các chị cứ làm cho một cục ở kem che khuyết điểm ở trên mặt, và cứ mỗi lần các chị sờ vào là nó mất đi một miếng. Nên là vẽ lông mày xong là nhìn mực là ra, mực với kem che khuyết điểm lẫn lộn luôn các bạn tém này. Và các bạn đồng thời làm cái thao tác lấy tay chuốt nhẹ cái đầu này. Chuốt nhẹ cái đầu tém của mình cho nó thật là sắc, rồi các bạn sẽ tiến hành tém những cái chỗ mà các bạn thấy nó còn chưa nét đi. Đấy, tiến hành tém này. Khi các bạn tém, các bạn nhớ căng cái đầu da của mình ra. Căng da hai đầu ra. Đấy, căng da hai đầu ra. Đấy, tém một chút xíu thôi. Đấy. Mục đích kem tém là làm gì? Để sáng cái nền xung quanh lên. Khi nó sáng được cái nền xung quanh thì nó mới nổi rõ cái nền khung của các bạn được. Nên là khi các bạn chấm bút định hình hoặc là các bạn đi khung nó sẽ rất là dễ dàng. Đấy, các bạn có thể xem không? Mình chỉ tém một cái đường nhẹ nhẹ thôi là đã khác hẳn rồi. Có comment gì không? Đọc cho em với. Mờ quá. Mờ quá à? Nó bị gián đoạn hả? Chị quay ấy quá. Các chị, các bạn có thấy cái khung lông mày của mình không ạ? À? Này, quay em thấy rõ rồi. Cho các chị quay, các chị tay các chị zoom quá mờ. Đấy. Đây. Đây là một cái khung lông mày các bạn nhìn này, mình chỉ căng chỉ thôi nhá. Đây là một cái lông mày mình chỉ căng chỉ thôi mà nó đã gần hoàn thiện, còn gần như 65% rồi. Đấy, còn những cái phần trăm còn lại các bạn chỉ cần lấy chì và các bạn tô đúng vào những cái đường mà mình đã vạch chỉ sẵn thế này là xong nhá. Đấy, và cái phương pháp này thì cái tỷ lệ cân của nó là coi như là cao nhất trong tất cả các kiểu vẽ nhá. Nên là mình sẽ quyết định chia sẻ cho các bạn cái cách vẽ như thế này. Đấy, bên này mình đã hoàn thiện rồi, mình chỉ cần dùng chì và đồ lại những cái đường vừa nãy mình đã căng chỉ này. Đấy, như thế này. Đấy, và các bạn sử dụng kem nền, các bạn tém nhẹ những cái phần xung quanh thì nó đã đẹp như thế này rồi nhá. Đấy. Sau khi các bạn xem cái livestream của mình xong thì mọi người thử bắt tay vào sử dụng ngay cái phương pháp này xem nó hiệu quả bao nhiêu phần trăm nhá. Tất cả những cái bạn nào mà cảm thấy mình vẽ khâu vẽ chưa tốt hoặc là các bạn vẽ chưa cân ấy, các bạn bắt tay ngay vào để vẽ cái phương pháp này cho mình nhá. Đấy, các bạn xem này. Đấy, còn bên này này, đường khung của lông mày của mình đã có sẵn hết rồi, mình chỉ cần dùng chỉ căn lại thôi. Đấy, và sử dụng cái bút tém, các bạn tém lại cho nó thật là sát nha. Hay quá, chữ thư xinh gái thương hiệu. Sau khi mình bày cho bạn các cái kỹ thuật mà vẽ cái lông mày nhanh nhất này, các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn có thấy cái này nó có dễ không ạ? À? Là đối tượng những khách chân mày thật và khung vẽ không trùng nhau, lông mày thật. Ồ, những cái lời, những cái comment nào mà dài quá thì xíu nữa mình sẽ comment lại cho các bạn nhé, trả lời gì những cái comment này cho các bạn nhé. Từ nãy giờ có bạn nào đang thực hành vẽ cùng mình không ạ? À? Nếu mà các bạn nào mà thấy xem cái video của mình các bạn cảm thấy hiểu ấy thì các bạn có thể làm theo nhé. Còn bạn nào mà chưa hiểu rõ lắm ấy, mà các bạn xem đi mà vẫn chưa thấy hiểu rõ lắm thì các bạn có thể inbox riêng cho mình nhé. Facebook của mình là Trần Kim Thu. Trần Kim Thu thì các bạn có thể hỏi thêm nhé. Ôi, vừa nãy bạn cầm máy bị rung tay cho nên xem hơi mờ, đúng rồi. Rồi, cảm ơn các chị nhá. À, bạn nói lại về căng chỉ khung đi vì vừa rồi mờ không xem được. Căng chỉ khung đúng không ạ?
Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá. Mình sẽ chỉ hướng dẫn nhanh thôi, bởi vì từ nãy giờ cái video của mình hướng dẫn khá là kỹ rồi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chỉ và mình đi qua vài đường cơ bản nhé, những cái đường cơ bản nhất để cho các bạn học theo thôi nhé. Đầu tiên các bạn dùng chì và kéo cái chỉ của mình ra này, cho nó mực này. Mấy chị quay run tay quá các bạn không? Cầm lại đây này. Bây giờ mình sẽ chỉ nhanh thôi nhá. Bởi vì hôm nay là chủ đề của mình là vẽ lông mày nên là mình sẽ cháy cái bài lông mày này luôn, nó hơi lâu. Đấy. Ngồi thẳng vuông góc. Để cái điện thoại thẳng đi. Đúng rồi, chính xác đấy. Đầu tiên này, các bạn xác định cái điểm tâm của mình này. Điểm tâm của mình đi từ nhân trung của môi đi qua giữa sống mũi và mình sẽ xác định điểm nhân trung nhá. Đấy, xác định được điểm nhân trung. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ xác định được hai cái điểm đầu như thế này, hai điểm đầu lông mày như thế này. Các bạn muốn biết nó cân nhau hay không thì các bạn sẽ sử dụng cái thước đo cơ bản của mình, các bạn cân nhá. Xác định được điểm đuôi này, điểm đỉnh này và xác định được điểm đuôi này. Đấy. Các bạn có thấy không ạ? Xác định được điểm đuôi. Đấy, quay như thế này các bạn mới thấy được chứ vừa nãy hơi run. Hôm sau mình sẽ đầu tư cái quay cho nó nét hơn cho các bạn nhá. Rồi, tiếp theo khi xác định được điểm đầu, điểm đỉnh và điểm đuôi rồi, các bạn tiến hành xác định này. Thứ nhất này là căn cho hai cái đầu lông mày, xác định hai đầu lông mày cho mình nhá. Xác định hai đầu lông mày này, xác định điểm đầu dưới này, xác định đầu trên này. Ok chưa các bạn? Đấy. Và sau khi xác định được hai điểm này rồi thì mình sẽ tiến hành đo từ điểm đuôi lên. Đo từ điểm đuôi đi qua đỉnh và lên tới nhân trung của mình. Các bạn có thấy không ạ? Nối cho mình một đường từ điểm đuôi qua điểm đỉnh và lên điểm tâm nhá. Rồi, được một bên rồi, các bạn tiến hành làm bên này này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Từ đuôi qua đỉnh và lên điểm tâm của mình ở ngay giữa đây là cái đường trọng tâm ở giữa đấy ạ. Rồi ok, sau khi các bạn xác định được hai cái điểm này rồi thì các bạn sẽ làm thêm một động tác, đó chính là nối cho mình một cái điểm này. Nối cho mình một điểm là từ cái đầu lông mày này đi tới cái đường thẳng. Từ đầu lông mày và đi tới cái đường thẳng. Vị trí cắt nhau, quay kỹ bên này cho cô một tí. Vị trí cắt nhau giữa hai cái đường thẳng này, mọi người để ý không ạ? Vị trí cắt nhau giữa hai cái đường thẳng này đó chính là điểm đỉnh của mình ạ. Vị trí cắt nhau giữa hai đường thẳng này là điểm đỉnh của mình. Đấy các bạn, ịn xuống, ra mực, rồi ok. Các bạn thấy vị trí cắt nhau đây chưa? Rồi các bạn chuyển sang bên này. Đấy, đi cho mình một cái đường thẳng từ đầu đến đỉnh. Vâng, các bạn thấy vị trí cắt nhau giữa hai đường thẳng chưa? Vị trí cắt nhau giữa hai đường thẳng đó chính là điểm đỉnh của mình. Ồ, quay này rõ hơn. Vừa nãy hơi rung rung. Rồi ok, sau khi xác định được hai cái đường này coi như các bạn đã vẽ hoàn thành được 65% chặng đường của mình rồi nhá. Rồi tiếp theo các bạn sẽ căn cho mình từ đầu trên của lông mày bên này qua đầu dưới của lông mày bên kia. Các bạn để ý không ạ? Đấy, các bạn đánh cho mình một đường ở đây. Tiếp theo và đối nghịch lại, các bạn sử dụng như này. Từ đầu lông mày bên này qua đầu lông mày bên kia, các bạn ịn cho mình một cái. Nó sẽ ra dấu X như thế này, các bạn có thấy không? Khi nó ra được cái dấu X như thế này, các bạn để ngay một cái đường chỉ nằm ở vị trí hai cái dấu X, đó chính là điểm tâm giữa hai dấu X này, là điểm giao nhau giữa hai đường thẳng. Chéo, các bạn để nhẹ xuống. Các bạn để nhẹ xuống nhá. Các bạn để nhẹ xuống, các bạn sẽ thấy gì ạ? Hai cái đầu, xác định được hai cái điểm đuôi của mình. Quay hai cái đuôi. Quay cái đuôi bên này đi. Đấy, các bạn thấy không? Cái đường chỉ của mình nó sẽ nằm thẳng tại cái vị trí điểm đuôi của mình nhá. Bên này cũng vậy, quay sang bên này luôn. Quay sang bên này một tí đi. Đấy, các bạn này. Đấy, xác định được điểm đuôi của mình. Ok chưa ạ? Sau khi xong các bạn ịn cho nó ra mực, các bạn nhấc lên. Và nó đã có một cái đường ở đây rồi thì tiếp tục các bạn nhả cái chỉ của mình ra và đặt ở vị trí từ đầu dưới của lông mày, các bạn nối lên cái vị trí đỉnh nhá. Vị trí đỉnh. Các bạn kéo nhẹ một cái. Thì nó sẽ ra cái form lông mày của mình mong muốn nhá. Đấy, các bạn xem luôn cái lông mày. Lông mày bên này mình đã đồ lại cái khung cho nó đậm lên cho các bạn dễ thấy rồi, còn cái đầu cái lông mày bên này mình vẫn chưa tô lại, nhưng mà các bạn đã thấy cái form dáng lông mày của mình chưa? Đây. Đấy, mình sẽ nói tô lại cho các bạn thấy này.
từ đỉnh xuống đuôi này, từ đầu lên đỉnh này. Này, đây là điểm vừa nãy mình đã làm sẵn này. Đấy. Đấy nhá các bạn nhá. Sau khi các bạn mà căn chỉ chính xác ấy, thì ít nhất cái lông mày của các bạn đã hoàn thành được 70% rồi ạ. 70% rồi. Còn những thao tác còn lại là các bạn chỉ có cần ngồi lấy bút chì và tô lại cái đường này và tém lại cho mình thật là sắc thôi. Ví dụ như lông mày bên này chẳng hạn. Những cái comment nào mà dài quá thì bây giờ trả lời luôn. Bạn Vũ Thị Bích Thật để giữ cái này cho các bạn. Bạn Vũ Thị Bích Thật à? À bạn có xem lại cái cách hướng dẫn của mình vừa rồi chưa? Lông mày thật bên cao bên thấp thì làm cách nào xác định được điểm đỉnh? Phải lấy bên đỉnh cao hay đỉnh thấp? À, đây là một cái câu hỏi rất là hay mà rất là nhiều bạn mắc phải nhưng mà các bạn lại không có hỏi. Thứ nhất là đầu như thế này đi. Những cái trường hợp bị nhướng là những cái cơ địa là khó, rất là khó vẽ. Mà thường thường tập trung nhất ở những cái cô lớn tuổi đúng không ạ? Thì những cái trường hợp như vậy thì các bạn để ý cho mình nhá. Những trường hợp nhướng thì mình vẫn xác định điểm đầu, điểm đỉnh và điểm đuôi bình thường. Các bạn nhá, điểm đỉnh và điểm đuôi bình thường. Và sau đó đấy, các bạn hãy lọc ra cho mình một cái bên phù hợp nhất. Xem cái lông mày thật bên nào nó phù hợp nhất, các bạn giữ lại cái lông mày một bên đấy. Và cái bên kia bắt buộc các bạn phải làm sao, các bạn tém hoặc các bạn vẽ lại, các bạn chăm chút làm sao cho nó giống cái bên lúc đầu mình đã chọn nhá. Và những cái lông mày nhướng như vậy thì các bạn bắt buộc phải cho khách ngồi để vẽ nhá. Và vẽ cái thời điểm nào, cái lúc mà các phải cho khách mình mở mắt ra. Đừng có cho khách của mình nhắm mắt nhá. Những trường hợp nhướng mà các bạn để, những cái trường hợp mà các bạn để, những cái cơ địa nhướng mà các bạn để nằm nhắm mắt ý, và các bạn làm luôn thì chắc chắn khi khách mở ra sẽ có trường hợp là không lệch nhau rất là nhiều, hoặc bên cao bên thấp rất là nhiều nhá. Nên các bạn để ý cái đấy cho mình nhá. Nguyễn Hiền, bạn làm lại cho mình xem nhé. Thôi thì cái từ nãy giờ mình hướng dẫn 2 lần rồi, nên là các bạn cứ có thể xem tiếp video, hoặc là các bạn đợi khi cái video này kết thúc các bạn có thể bật lại chế độ HD để xem cái video nó nét nhất nhá, rõ nhất nhá. Mình không có làm lại nữa, mình đã làm 2 lần rồi nhá. Vũ Bích Thật. À bạn Vũ Đích Thật. Cảm ơn bạn. À cảm ơn tất cả mọi người đã ngồi ở đây và xem cái livestream, ủng hộ cái livestream của mình nhá. Nếu các bạn cảm thấy nó hữu ích và tốt ý, thì các bạn có thể share để sau này về cái trang của mình, sau này các bạn khi các bạn mà có học viên chẳng hạn, hay là các bạn gặp trục trặc giữa cái phần vẽ của mình, các bạn có thể lôi cái livestream của mình ra các bạn xem lại. Có ai đang vẽ lông mày cùng mình không ạ? Có ai đang vẽ lông mày cùng mình không? Đấy. Đấy, các bạn thì nếu mà các bạn có yêu cầu, hoặc những các bạn ở trong nghề, các bạn có cái gì mà, vấn đề gì mà vẫn còn đang yếu ở trong cái ngành nghề không xăm của mình, thì các bạn cứ gửi yêu cầu về cho cái trang page của mình nhá. Bạn nào cái vấn đề nào yêu cầu nhiều nhất thì mình sẽ đưa live lên, mình dạy trực tiếp ở trên livestream. Giảm áp lực thời gian của các bạn, ví dụ một số bạn không có thời gian đi học trực tiếp chẳng hạn. Không có thời gian đi học trực tiếp mà các bạn ở nhà cũng thời gian rất là hiếm thì các bạn nên học qua online nhá. Cách vẽ khung chân mày cho lông mày ngang kiểu Hàn hay kiểu Tây chẳng hạn thì kiểu chính xác kiểu thì điều chỉnh và xác định các điểm như thế nào cho phù hợp. À đối với những cái lông mày ngang nhá. Cái lông mày ngang là một trong những cái lông mày rất là dễ vẽ. Lông mày ngang là nó rất là ngang luôn. Thì nó rất là dễ vẽ. Trong cái trường hợp lông mày ngang thì các bạn chỉ cần căn cho mình một cái đường thẳng từ đầu tới đỉnh. Nó là một đường thẳng không có đưa lên mà nó đi ngang. Các bạn chỉ cần căn cho mình một điểm cái này phải quay sơ cho các bạn. Đây nhá, mình sẽ nói luôn cho các bạn nhá. Trong trường hợp ấy mà các bạn vẽ dáng ngang
giá ngang, điểm đầu, điểm đỉnh và điểm đuôi các bạn vẫn phải xác định bình thường nhé. Quay một bên thôi. Điểm đầu, điểm đỉnh và điểm đuôi các bạn vẫn phải xác định bình thường. Trong trường hợp này mình cái vẽ dáng ngang nhưng mà hơi cong một chút xíu, nó thiên về dáng Hàn Thái ấy. Còn trường hợp mà bạn hỏi là dáng ngang hoàn toàn ấy, thì cái đường chéo của mình nó sẽ nằm ngang như thế này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Một đường thẳng từ đầu đến đỉnh của mình nó là một đường chỉ nằm ngang như thế này luôn, chứ nó không có nằm hơi xéo xéo lên như cái lông mày của mình vừa nãy mình vẽ. Các bạn có hiểu không? Rất là dễ hiểu đúng không? Đấy, đây là cái dáng có cái đỉnh hơi cao nên nó sẽ thiên về dáng Hàn Thái hơi cong, có độ cong nhẹ. Còn đối với các bạn vẽ dáng ngang, các bạn để chỉ như thế này và các bạn căn cho mình một đường thẳng từ đầu đến đỉnh luôn. Các bạn có hiểu không ạ? Đấy, và những cái điểm còn lại các bạn cũng xác định bình thường như cái cách vừa nãy mình hướng dẫn thôi. Còn trong trường hợp và dáng vẽ châu Âu chẳng hạn, trong trường hợp vẽ dáng châu Âu thì các bạn căn cái điểm đầu và cái đỉnh của lông mày nó sẽ cao hơn bình thường một tí các bạn nhé. Các bạn để ý nhé, điểm đầu và điểm đỉnh nó sẽ nằm trên một đường thẳng, nó luôn luôn như vậy. Còn cái điểm đỉnh các bạn nó muốn nó ở đâu, điểm đỉnh các bạn muốn nó ở đâu thì các bạn căng chỉ cao lên đấy. Các bạn hiểu ý mình đúng không ạ? Những ai mà thích vẽ dáng châu Âu thì các bạn có thể để cái đường chỉ nó xéo cao lên thì cái đỉnh của nó sẽ cao lên thôi. Đó, đây là một cái vấn đề các bạn hỏi cũng khá là đúng đấy ạ. Nhưng mà đây là một cái vấn đề cực kỳ đơn giản. Đấy. Nickname của cô là gì? Nguyễn Hiền. À, cô giáo trẻ có tâm quá. Ôi cảm ơn bạn nhá. Mình muốn mua mực bên bạn nhưng chưa có thời gian qua. À, bạn Vũ Vĩnh Thật, bạn muốn mua mực ở bên mình mà chưa có thời gian qua thì bạn có thể inbox cho mình hoặc là inbox ở trên page nhá. Bên mình có ship mực luôn nhá. Nick Facebook của mình là Trần Kim Thu nhá. Ảnh đại diện của mình là ảnh bìa của mình là cái hình ảnh tốt nghiệp của các bạn ở trong Hồ Chí Minh. Mình tên Thu nhá. Mình tên Thu. À, Facebook của mình là Trần Kim Thu. Facebook của em rất là dễ tìm. Đấy, Facebook của mình là Trần Kim Thu nhá. Mình đang công tác và làm việc tại Hồ Chí Minh. Và hiện tại mình đang là giáo viên giảng dạy bên chuyên ngành phương xăm thẩm mỹ tại cái cơ sở Eversing nhá. Cơ sở Eversing ở Hồ Chí Minh. Vũ Bích Thật kết bạn Facebook đi. Ok, các bạn có thể kết bạn Facebook cho mình và các bạn để lại một tin nhắn nhé. Bởi vì Facebook của mình có rất nhiều là các bạn kết bạn, nên là các bạn nhắn tin cho mình để mình kịp rep rồi mình đồng ý kết bạn với các bạn nhé. Đấy, hôm nay thời gian buổi chiều rất là bận rộn, nhưng mà rất là cảm ơn mọi người nhé. Mọi người đang ngồi lại và xem cái live stream của mình nhé. Nên là khi các chị ở trong nghề, các chị có một cái vấn đề thắc mắc gì ấy thì các chị cứ gửi yêu cầu về cho mình nhá. Gửi yêu cầu qua trong page nhá, thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ sắp xếp thời gian live trực tiếp và cái kỹ thuật chi tiết nhất cho các bạn cùng học luôn nhá. Đấy, bạn nào mà vào sau thì các bạn có thể về nhà, các bạn sau khi mình kết thúc cái live stream các bạn để có thể xem lại từ đầu nhá. Đấy, trong khi mình nói, ví dụ mình nói nhanh quá các bạn nghe không kịp, hoặc là cái điện thoại nó bị mờ hay các bạn nhìn không rõ, thì các bạn cứ comment ở bên dưới nhá, để mình điều chỉnh từ từ nhá. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ xin kết thúc cái live stream của mình ở đây nhá. Thì lần sau mọi người có muốn khi mà mình live stream thì nếu các bạn đang có rảnh ấy, hoặc là các bạn đang làm công việc gì nó sử dụng đến điện thoại, hoặc là các bạn đang cà phê đi đâu đấy, các bạn có thể bật cái live stream của mình lên coi nhá. Thì sau khi coi cái này xong các bạn nhớ thấy hay ấy, thì các bạn nhấn like nhá và chia sẻ cái video này chúng mình nhá. Chúc cho tất cả các mọi người đang ai đang yếu những cái thao tác cơ bản như vẽ ban đầu như thế này thì các bạn có thể cùng học nhá. Ok, mình xin chào tất cả các bạn nhá.